Xin chào mọi người nha. Đấy. Thì qua cho mọi người xem sơ qua này. Đấy. Này đấy, chim cò thì lúc nào trại mình cũng rất là nhiều nha. Đấy. Hốc văn cả đấy. Rất là nhiều mọi người ạ. Thì mọi người có nhu cầu cần liên hệ mình, đủ loại hồng, hoàng, thanh, bạch gì có hết nha. Đấy. Nhiều lắm mọi người. Đấy. Rất là nhiều luôn nghe. Đấy. Đấy, rất là nhiều. Đấy. Bạch yến. Đây là hồng yến nè mọi người. Đấy, chuyên bị lên một tí. Lên một tí trên đầu nha. Đấy. Con này đẹp lắm, mọi người có sưu tầm về nghe hót thì lấy con này cũng được này. Đấy, con này nó thay lông thì mấy cái lông lem lem một tí đấy thì chắc em nghĩ nó cũng bay thôi. Đấy, hồng yến đẹp lắm. Đấy. Chim nhiều lắm mọi người. Đấy. Chim mùa này đẹp lắm. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Đấy, thì lâu lâu quay cho mọi người tí vậy thôi. Đấy, mọi người có nhu cầu con giống hay là gì đó thì cứ liên hệ mình. Đấy. Hoàng này, hoàng yến bữa nay gió nó cũng hợp lý cho mọi người sưu tầm rồi. Đấy. Hoàng yến gió cũng tương đối là hợp lý cho mọi người sưu tầm rồi. Đấy. Nay cỡ tầm 1,5 triệu đổ lại là mọi người có một cặp hoàng rồi nghe. Đấy. Đấy. Rồi, cảm ơn mọi người.